Làng hoa Chợ Lách tỉnh Bến Tre nằm cặp theo tuyến quốc lộ 57, là một trong hai làng hoa lớn nhất miền Tây. Làng hoa đang tất bật vào vụ mùa Tết Mậu Tuất 2018 để kịp cung ứng hơn 10 triệu sản phẩm hoa kiểng cho thị trường. Cũng như mọi năm, hoa cúc mâm xôi, vàng thọ, màu gà vẫn được người dân nơi đây trồng nhiều nhất vì là những loài hoa phổ thông luôn được thị trường ưa chuộng. Giá tại vườn của các loài hoa này dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng một chậu, tùy vào kích cỡ và chất lượng. Hoa Tết thì mình bán mâm xôi, mồng gà với lại bông vạn thọ, rồi mai tắc, rồi mai, những loại bông mà bông như là hồng gấm hoặc là băng xê, nhiều loại lắm. Còn vụ bình thường thì mình bán những loại bình thường ở đây thì hàng ngày ở đây thì như mấy cái là hoa băng xê hoặc là những cái lưỡi hổ, phát tài, rồi cây giống, cây trồng thì có chung hàng ngày thì mình bán thường. Hoa dạ yến thảo dạng chậu treo những năm gần đây bắt đầu được ưa chuộng vì có nhiều chủng loại và giá rất mềm, chỉ từ 25.000 đồng một chậu. Các loại khác như hoa giấy, phong lan tuy không thuộc dòng hoa chuyên chưng Tết nhưng cũng được rất nhiều nhà vườn chăm sóc kỹ để tung ra đúng dịp xuân về. Nhiều hộ dân trồng hoa cho biết các thương lái đã đặt hàng gần hết số hoa trong vườn và đang vận chuyển dần. Cây nhỏ này thì nó còn khoảng gần 400-500 gì á, còn cây lớn thì còn chuyện trăm ngoài gốc lớn đó. Chậu nhỏ này thì nó nằm khoảng chuyện 100.000 đến 120.000 à. Chậu lớn như ba cái loại lớn đó thì nó 200, thì 300 có, còn ba cái lớn đó thì nó từ 7-8-5.000 đến 5-7 triệu cây vậy đó, tùy theo cây. Tuy lượng hoa xuất đi rất khả quan, nhưng hầu hết các nhà vườn đều phản ánh về tình trạng thời tiết thất thường làm chất lượng hoa giảm và ảnh hưởng lớn đến năng suất. Một lượng lớn cúc vàng thọ bị úng rễ hoặc nở sớm. Năm nay ảnh hưởng trời mưa, mưa quá thì hàng nó bị nở sớm, còn nó hư nhiều lắm. Năm nay vốn liếng nó cái công làm rồi nó mắc lắm, nhưng mà giá thị trường bán thì cũng bình thường như mỗi năm vậy đó. Thì cũng cực lắm, làm này cũng khó làm lắm. Bên cạnh đó, các nhà vườn chuyên làm kiểng Tết cũng đang chuẩn bị tung ra thị trường nhiều sản phẩm kiểng độc đáo, phổ biến nhất vẫn là kiểng mai vàng và kiểng tóc. Nhiều nhà vườn cho biết thị trường mai kiểng đã sôi động khoảng 2 tháng qua. Số thương lái đến rất đông khiến cho giá mai năm nay được đội lên sớm. Trong khi đó, giá tắc kiểng vẫn có giá như năm ngoái, dao động từ 250.000 đến 1 triệu đồng một cặp đối với tắc thường và từ 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng đối với tắc tạo hình. Năm Mậu Tuất, rất nhiều nghệ nhân đã tập trung tạo hình tắc thành những chú chó độc đáo. Chỉ không còn đầy nửa tháng nữa là Tết đến. Vì vậy, các làng hoa ở miền Tây đều đang ráo riết chạy vụ mùa lớn nhất năm. Trong vài ngày tới, tất cả thương lái lẫn nhà vườn đều sẽ tăng cường chuyển hoa đi khắp nơi phục vụ nhu cầu của người dân.